Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi Tính Nam An. Hôm nay, bọn mình sẽ tiến hành review nhanh chiếc Vega mới nhất trong series RTX 3000 của Nvidia. Đó chính là chiếc GeForce RTX 3070 mà cụ thể hơn là chiếc Zotac RTX 3070 Twin X. Đầu tiên, chúng ta sẽ nghiêng qua phần thông số kỹ thuật. Với việc được trang bị 5888 nhân CUDA cùng 8GB RAM GDDR6 thì RTX 3070 đang mang lại hiệu năng cực kỳ ấn tượng. Tương đương RTX 2080 Ti mà giá chỉ bằng với RTX 2070 Super. Bây giờ ta sẽ đến với phần hiệu năng. Với Full Max, ta có 7273 điểm và nhiệt độ chỉ là 67 độ C. Điều này cho thấy rằng, mặc dù có thiết kế nhỏ nhắn nhưng hiệu năng và nhiệt độ của chiếc card này là rất ấn tượng. Tiếp theo, với V-Ray GPU Benchmark, ta có 433 điểm, cao hơn tương đối so với con số 360 điểm trên RTX 2080 Ti. Vậy còn game thì sao? Với tựa game Rise of the Tomb Raider, ở mức đồ họa cao nhất cùng độ phân giải 2K, chúng ta có FPS trung bình là 90. Ở một tựa game khác là Assassin's Creed Odyssey, cùng với thiết lập cao nhất và độ phân giải 2K, chúng ta có FPS thấp nhất là 69, FPS cao nhất 79 và FPS trung bình là 74. Trên đây là những cảm nhận nhanh của mình về chiếc Zotac RTX 3070 Twin X. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Xin cảm ơn.